Ohio các bạn, lại là Minh nè. Trong cái thời buổi mà corona đang nguy hiểm như thế này á, thì mình phải hết sức cẩn thận cái việc mà đi ra ngoài, cũng như là hạn chế cái việc đi ra ngoài. Như vậy thì trong tiếng Nhật, cái câu mà hạn chế việc đi ra ngoài á, được nói như thế nào? Gai siêu chư, ji siêu cực. Gai siêu chư, ji siêu cực. Như vậy thì cái từ gai siêu chư có nghĩa là đi ra ngoài, ji siêu cư là hạn chế, kiểm soát. Như vậy thì nguyên cái câu đó mình ghép lại là gì ạ? Gai siêu chư, ji siêu cực, có nghĩa là hạn chế hoặc là kiểm soát cái việc đi ra bên ngoài. Ok, các bạn sẽ cùng mình đặt câu ví dụ để mình nhớ rõ hơn câu này nhé. Saikin corona ga ryoko shiteru no de gai siêu chư, ji siêu cực shite kudasai. Dạo gần đây thì cái virus corona nó đang lây lan, cho nên là mình phải hạn chế cái việc đi ra ngoài. Hoặc là cái ví dụ thứ hai, gai siêu chư, ji siêu cực ruru, có nghĩa là cái luật hạn chế ra ngoài hoặc là cái luật kiểm soát ra ngoài. Cái ví dụ thứ ba nữa, gai siêu chư, ji siêu cực sekatsu, có nghĩa là gì ạ? Cái cuộc sống bị hạn chế hoặc là bị kiểm soát đi ra ngoài. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, tiếp tục đồng hành cùng với mình để chinh phục tiếng Nhật nhé. Và đừng quên ứng dụng câu này vào trong cuộc sống nha các bạn.